Xin chào quý vị khách hàng và các bạn đồng nghiệp nha. Thì sau bao nhiêu tháng này thì bị giam chân ở nhà vì cũng lý do là dịch Covid. Thì em cũng chưa làm được cái video nào mà báo giá lại trong cái tháng những cái tháng vừa qua. Thì hôm nay em mới lên công ty thì em quay cho các bác coi về cái mẫu bán tải này. Thì đầu tiên thì cái mẫu bán tải này hiện tại là tháng 9 nhà máy đã có chương trình giảm giá cho cái phiên bản model một cầu số sàn là 30 triệu, hai cầu số tự động là 20 triệu và phiên bản một cầu số tự động thì cũng là 20 triệu. Thì ngoài ra cái giá giảm của IBC nhà máy thì các đại lý cũng đang hỗ trợ giảm sâu cho các bác nào mà có nhu cầu mua xe bán tải. Thì các bác nào mà muốn báo giá cụ thể thì hãy liên hệ bên Nam qua số điện thoại là 0355282528 để Nam hỗ trợ nhé. Thì các bác ở vùng xa xôi thì Việt Nam vẫn hỗ trợ được cho các bác nhé. Thì mình điểm qua một số cái chi tiết về cái mẫu này. Cái mẫu D-Max 2021, All New D-Max đây. Thì cụm đèn trước là B-Net này. Cái hốc trước này là to bản hơn. Mặt ga lăng nhìn hầm hố hơn. Đây, về phần đầu nhìn ngầu hơn này. Và cái hệ thống giải đèn sinh nhan và đèn sương mù là thích hợp luôn ở phía bên dưới. Nhìn góc cạnh nhìn nó gọn gàng hơn này. Đây là phiên bản màu trắng số sàn. Thì mà ví dụ như là bác nào mà có nhu cầu mua xe số sàn một cầu để phục vụ cho đi lại và thêm một ít công việc mà muốn giá thành thấp thì đây là một cái bản mà cho các bác lựa chọn tốt nhất. Động cơ của chiếc xe của mình là 1.9 cho 150 mã lực và mô men xoắn là 350. Nói chung là màu trắng, xe này màu trắng khá nhìn rất là hài hòa nha các bác. Gắn thêm một cái nắp thùng Hammer nữa thì được, nhìn khá là ngầu. Mâm này, kích thước mâm thì cũng lớn hơn cái đời trước nhá. Ở phiên bản số sàn lúc trước này nó chỉ có 16 inch thôi. Còn lên đến phiên bản này thì là 17 inch. Thì đa chấu này. Và sử dụng thắng trước là thắng đĩa, còn phía sau là thắng đủ. Cái má phanh này, nhìn to bản hơn thì nó sẽ chắc chắn hơn. Ở phiên bản số sàn của D-Max này á, thì nó có đầy đủ các trang bị thiết yếu, ví dụ như là cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc xuống dốc, phanh khẩn cấp, rồi phanh thông minh, có đầy đủ hết nha các bác. Nhiều dòng xe một cầu số sàn này chỉ có trang bị là hỗ trợ lên dốc thôi, còn cái xuống dốc thì không có. Nhưng mà ở phiên bản D-Max một cầu số sàn này thì lại có cái tính năng đó. Đây là cũng là một cái điểm nhấn giúp cho D-Max ngày một phát triển hơn. Đây, cục xi nhan đây. Sơn trắng, giải đèn LED xi nhan. Nhìn tỉ mỉ hơn này. Thiết kế đẹp hơn, không có cục nghịch như xưa nữa. Vậy bước chân thì chắc chắn phải có trong một chiếc xe bán tải tầm cao rồi. Đây, ốp tay thì cũng xi xám này, chống bám vân tay luôn. Về nội thất thì chủ yếu là bằng nỉ nha. Cái bệ tỉ tay ở đây cũng là nỉ. Thì với trang bị ở phiên bản số sàn bằng nỉ này, giá thành rẻ thì Nam nghĩ là nó cũng không có quá là ít ỏi. Có chỉnh điện này, chỉnh điện nhưng mà lại gập tay. Hàm móc cửa là cũng xi xám luôn, chống bám vân tay. Phía dưới thì có hộc để nước này kia. Bên đây thì loa. Đây. Hệ thống đèn của nó sẽ là không chỉnh điện tự động nha các bác. Nó chỉ là chỉnh bằng tay thôi. Ở phía dưới này thì mở nắp dầu và nắp capo. Phiên bản số sàn thì chân ga chân thắng đây. Cái ở phiên bản Isuzu này ấy, thì nó thiết kế khá là an toàn nha các bác. Khi mà các bác lái cái bản này ấy, thì sẽ cảm giác là cái chân côn nó sẽ sâu hơn. Thì khi mà chân côn mà sâu hơn như vậy ấy, thì khả năng tắt máy, theo như Nam nghĩ khả năng tắt máy nó sẽ khó hơn.
ở trên vô lăng có tích hợp đầy đủ các phím bấm cho các bác, như nghe gọi và nói chuyện, tăng chỉnh âm lượng. Phía đây thì điều hướng màn hình táp lô. Và hình táp lô này ở phiên bản này cũng là điện tử nhé. Hiện tại thì xe thì để khá là lâu nên là điện bình nó sẽ tự động xả, nên Nam cũng có thể khởi động lên được cho bác coi. Thì thời gian nó cũng để khoảng tầm 3 tháng rồi, không có để nó không có chạy lại nên là bình nó không có nạp điện, thì dẫn đến cái tình trạng như thế này nha các bác. Các bác ở nhà mùa dịch cách ly lâu á, thì khoảng tầm ngày thì mình cứ để máy nổ khoảng tầm 10 đến 15 phút để cho được nạp điện, với cả xe sẽ hoạt động tốt hơn nhé. Các bác nên chú ý điều đấy. Đây màn hình 6 inch. Và phía dưới này là cụm điều khiển, máy lạnh này, gió, rồi hướng gió. Ở phiên bản số sàn thì tần số nó sẽ như thế này. Và nút re thì mình sẽ bóp cái lẫy ở phía dưới này lên thì mình sẽ vào re ở phía trên này. Đó. Quay gần cho các bác coi. Ở phiên bản này thì trang bị được ghế nỉ thôi. Còn nếu mà bác nào mà muốn bọc da thì bên Nam vẫn có thể hỗ trợ làm được. Có thể nhiều loại da và nhiều màu da, bác nào thích làm kiểu gì thì Nam sẽ gửi mẫu cho các bác cái loại da đó và các bác có thể làm. Đây, trên trần. Nhìn cái cụm đèn này nhìn khá là ngầu nha. Nói chung là Isuzu ở phiên bản All New Demax 2021 này là khá là khác biệt rất nhiều. Thay đổi hoàn toàn luôn, từ trong nội thất này kia. Còn động cơ thì vẫn như nguyên. Như sau. Em thấy hay ở đây là một cái đặc điểm rất hay ở cái phiên bản số sàn này. Đây. Khi mà bước lên là có cái cầm tắm ở đây này, rất là chắc chắn nha. Giúp các bác bước lên dễ dàng hơn. Hàng ghế phía sau này thì gập thoải mái hơn. Nam dám chắc các bác khi mà các bác ngồi lên con xe Demax với cái con xe mà Forerunner thì Isuzu của mình ấy, hàng ghế thứ hai này ngả lưng tốt hơn, êm ái hơn. Đây, phía dưới này thì có cái đựng đồ, đựng cốp. Đó, đây đựng cốp này, đầy đủ hết. Bên kia thì cũng có. Và ở hàng ghế sau này thì sẽ có một cái bệ thủy tinh để nước. Nói chung là đi 4-5 người thì vẫn thoải mái, vô tư. Ở phía trên đây là cái dây rút này các bác. Đó, dây rút để các bác rút cái tựa lưng này xuống. Thì sau khi mà các bác rút xuống thì nó sẽ có cái hộp để đồ ở đây. Đây, và con đội. Đó, lên nào. À, nó chứ không phải để hai cái hộc hai bên đâu nha. Nhiều bác không để ý ấy. Ở cái phiên bản này thì trọng tải cho phép của nó là khoảng tầm 450 thôi. Về dòng xe bán tải của Isuzu thì tải trọng chở hàng hóa thì nó không có tập trung nhiều về tải trọng hàng hóa, tại vì Isuzu phát triển thêm nhiều phiên bản khác nữa. Các bác chuyên đi hàng hóa thì có những cái phiên bản như vậy. Đằng sau cụm đèn led này đầy đủ hết, nhìn mới, nhìn nó tinh tế hơn. Logo Isuzu. Phiên bản số sàn cũng là Retic, số hoạt động cũng là Retic. Retic là hoàn hảo. Đây. Phía đuôi sau có bệ bước lên là khá là to bản nên các bác bước lên đây khá là thoải mái nha. Đây nắm cửa này cũng xì xám luôn. Thùng của Isuzu thì nó sẵn rồi. Thoải mái, khá là rộng rãi. Những cái lót sàn thùng này các bác cũng tiết kiệm được khoảng tầm 5 đến 6 triệu. Thì về cái phần mà cái phần động cơ của chiếc xe bán tải này ấy, đây thì vẫn là động cơ 1.9 có turbo và sản sinh công suất 150 mã lực,
ô men xoắn cực đại là 3.500, 3.500 nha các bác. Thì mới đây thì Mazda nó cũng ra một cái mẫu xe bán tải cũng giống y như là thiết kế của Isuzu luôn, và cái động cơ của nó cũng là động cơ 1.9 cũng giống như động cơ của Isuzu. Thì cái lý do là Isuzu đã kết hợp với Mazda để làm xe. Nếu mà các bác để ý thì các bác sẽ để thấy cái mẫu mà MUX 2021 ấy, nhìn cái đầu của nó sẽ giống như Mazda. Còn về sức bán tải Mazda mới ấy, thì nó cũng tương đương giống như là Isuzu luôn, ở cái phiên bản mà cao cấp nhất. Nói chung là hai cái mẫu Mazda và Isuzu đã kết hợp với nhau để tạo lên một đứa con tinh thần khá là đẹp mắt. Một ông thì chia sẻ về động cơ, còn một ông chia sẻ về cái thẩm mỹ. Thì nhìn chung thì giá xe thì cũng giảm, nhà máy sẽ hỗ trợ thêm với phiên bản số sàn này thì 30 triệu, còn những các phiên bản khác thì là 20 triệu. Ngoài ra thì có giá giảm thêm của đại lý, thì bác nào mà muốn mua xe thì liên hệ với Nam để Nam báo giá tốt nhất nhé. Giá niêm yết của cái xe số sàn này bây giờ chỉ có 630 thôi. Rồi, xin cảm ơn các bác đã coi clip của Nam. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ, chúc sức khỏe để chống lại dịch bệnh. Xin chào và hẹn gặp lại.